người hành thành đạo rất hiếm. Nếu một người thành đạo mà chỉ độ được vài ngàn người, thì khi nào thế gian mới tận độ được? Cho nên người thành đạo là người dốc lòng tu cho chính họ, và chính họ sửa họ, họ để lại tất cả những thành quả như vậy, thì người kế tiếp bằng lòng học như vậy cũng sẽ đi tới đích. Còn chuyện mà độ quần sanh là Thượng Đế và Đấng Toàn Năng đã an bài tất cả nóng lạnh đủ chuyện để giáo dục mọi người thức tâm mà tự trở về với phần hồn chánh giác nếu mà pháp vô vi là một pháp chánh pháp một chánh pháp có thể độ được nhiều người làm cách nào để phổ biến để cho mọi người đồng hưởng thì mọi người bằng lòng dấn thân tận độ như ngày nay chúng ta đến đây chúng ta chung sống hợp thấy vui thấy tâm thức thay đổi Vì chúng ta phải dấn thân muốn làm sao làm lớn rộng cho mọi người thì trước hết chúng ta phải tu tu để ảnh hưởng người kế tiếp trước kia chúng ta nói chuyện khác bây giờ chúng ta nói chuyện khác ta lần lần kia mới ảnh hưởng chuyện của thượng đế làm cũng vậy từ từ chứ không có giải quyết trong ý muốn của con người muốn làm là làm không có thể có cái chuyện đó phải từ từ nó hình thành những chương trình thiền ga gần đây có nằm trong chương trình của thượng đế hay không nếu không nằm trong chương trình của thượng đế mà không tiền mà dám mở cái rạp lớn như vậy là ông thượng đế không có giúp cho chúng ta không có làm thành công thượng đế sức mạnh của thượng đế chuyển động trong tâm hồn của mọi người cho nên có một số người dấn thân bất vụ lợi Vô quái ngại phục vụ cho mọi người kế tiếp cộng hưởng là vậy Ngoài những chương trình thiền ca Thượng Đế còn có chương trình gì để cứu độ chúng sanh nữa hay không? Thượng Đế là tràn gian đại hải Chương trình để cứu độ quần sanh Cơm ăn áo mặc cũng là Thượng Đế giúp mà thôi Không có Thượng Đế, không có cơm ăn, không có áo mặc Không có hơi thở mà nhiều đó chúng ta thấy cũng đã nhiều rồi còn biết bao nhiêu chuyện thượng đế đã và đang làm phục vụ tận tình chung sống hòa bình dẫn tiếng chúng ta mà chúng ta chỉ phụ thượng đế ngược lại con đường của thượng đế đi là vụ lợi cá nhân quên tất cả mọi người cả kế tiếp và không chịu khai thác cái tài sản cuối cùng là khối óc và cơ thể của chúng ta hiện tại là một đại tội Tại tội là sao? Không thấy đường đi. Có cơ hội mà không chịu khai mở ra, không thấy đường đi là tạo tội chứ làm gì? Tâm tối mà, đâu có đến, đến đâu được. Tự khai mở, dũng mãnh thăng hoa tiếng hoa không có bị lệ thuộc. Bởi một cái bóng tối nào có thể ám ảnh chúng ta. Người tu thiền kể chuyện tục tiểu dù là chuyện vui có hại không? nói tới đó mới hiểu rằng khả năng của thượng đế là vô cùng mọi khía cảnh đều tận độ quần sanh từ trượt cho tới thành từ dục động cho tới thanh tịnh cũng khả năng của ngài là vô cùng mọi trạng thái là vậy chuyện của thượng đế làm là mọi trạng thái chứ không phải một trạng thái như người đời suy nghĩ làm cách nào để thăng hoa tư tưởng? Sửa mình. Tư tưởng mới thăng hoa. Mà có gì cứ phát triển cái cái xấu của mình đó, làm sao thăng hoa được? Phải sửa mình. Khép mình nhịn và phải chịu nhục thì mới thăng hoa được. Cũng mới vợ chồng chung sống ở trong nhà mà không nhịn mà không chịu nhục á thì người vợ đó cũng không được chứng tâm. Người chồng cũng vậy có nhìn thì phải chịu nhục trong gia đình mới hòa ái tương thân xây dựng sau cơn động loạn mới thật sự thương yêu lẫn nhau mà cứ tranh chấp hoài tranh chấp hoài chỉ có xế lẻ và không có phát triển muốn có căn nhà tốt phải làm cho ấm áp chứ không nên xế nát chỗ này chỗ nọ thì căn nhà làm sao tốt được sau một thời gian tu thiền, làm sao chứng minh được mình có điển? Sau một thời gian tu thiền, có thể chứng minh mình có điển. Điển là chỗ nào ngay trung tim bộ đầu rút. Mà mọi sự thanh nhẹ khi chúng ta nhắm mắt là nó êm ả. Và nhắm mắt trước kia chúng ta nhắm mắt ở trong, thấy trong tối tâm mà không có chiều sâu. Ngày nay chúng ta nhắm mắt đã có chiều sâu và bộ đầu rút thanh nhẹ và chúng ta nghe những lời giảng minh triết bất cứ từ đâu đến, chúng ta đều hiểu và hành được. Mới thấy là chúng ta là người có điển. Chỉ có điển mới liên, liên hệ nhanh nhẹ, nhanh như vậy được. Còn lấy lý đời không bao giờ liên hệ được chân lý. Luồng điển của thầy giảng trực tiếp có khác với luồng điển của thầy giảng trong băng hoặc video hay không? Băng ở video mà có thật sự hành thì nghe nó cũng rút vậy nhưng mà giảng trực tiếp thì cái từ trường sẽ làm việc phối hợp với thanh tịnh mà làm việc trong nội tâm của mọi người cho nên trực diện như thế này là rất quý cho nên người tu vô vi nói chuyện với người chưa tu nói nhiều không có sao nói một triệu lần cũng nói bao nhiêu câu chuyện đó rồi từ từ nó vô trong tâm của người chưa tu hồi nào không hay thì mới chứng minh thình thanh tịnh đã làm việc. Cho nên người tu vô vi mà được mở một chút hay nói nhiều, giảng đầu này, đầu kia, đạo nọ, nhưng mà cái người được nghe đó, đó. tương lai họ thấy nhẹ. Ban đầu họ chống, sau rồi họ thấy nhẹ. Rồi mới thấy Thượng để làm việc, chư Phật làm việc, là kêu một thanh tịnh làm việc. Cho nhiều người ở đời, Nghe nói ông Tám giảng hay quá, lấy băng gì nghe coi thử làm sao, lấy video coi, coi, coi thét rồi về thiền thiền thấy thấy tôi gần với ông tám quá và bây giờ tôi thanh nhẹ tôi vui tôi quyết tâm tự sửa tự tiến và phát đại nguyện như vậy đó là chứng minh thanh tịnh đã làm việc với người người phải cố gắng đi không nên bỏ vỡ cơ hội uổng lắm